Hello, xin chào các mọi người. Em Ánh xin chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Thì hôm nay em Ánh xin gửi tới toàn bộ quý khách hàng yêu quý của em, quý cô chú, anh chị và các bạn một cái dự án mới là thuộc phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Vị trí cụ thể là thuộc tổ 7 phường Phú Lãm mọi người nhá. Với cái thông số nhà mà em Ánh muốn gửi tới quý khách hàng như sau: diện tích là 36m², xây dựng và thiết kế là 3 tầng, mặt tiền của ngôi nhà là 3,5m, hướng nhà là hướng Tây Bắc và giá chào bán là 1,760,000 đồng mọi người nhé. Ngõ trước nhà là 2,5m, cách trục đường quốc lộ 21 là 150m thôi mọi người ạ. Từ cái vị trí này đi ra xung quanh rất là nhiều tiện ích như chợ, trường, phường, trạm, rất là gần, trong phạm vi bán kính chỉ khoảng tầm 700m quay đầu thôi mọi người nhé. Thì em Ánh xin mời mọi người hướng vào cái phía căn nhà cụ thể, em Ánh sẽ gửi cái video này tới cho mọi người. Em Ánh đang đứng ở trước cái ngôi nhà này đây, với cái mặt tiền 3,5m lát rất là rộng, rất là thoáng. Và cái căn này thì là căn mặt ngõ mọi người nhé. Dự án này gồm 3 căn thì đã bán 2 căn rồi, và bây giờ là còn một căn cuối cùng em Ánh gửi tới mọi người. Cái cửa chính của ngôi nhà thì được thiết kế là 2 lớp, lớp ngoài là sắt kéo và lớp bên trong là cửa gỗ kính, đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như là độ an toàn, an ninh cho ngôi nhà mọi người nhé. Mọi đây, mọi người có thể nhìn qua mặt tiền của ngôi nhà cùng em. Tiếp theo, mời mọi người vào trong phía căn phòng khách của ngôi nhà cùng em nhé. Đây chính là phía căn phòng khách của ngôi nhà đây mọi người ạ. Rất là rộng, toàn bộ hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng, trần thạch cao cũng như là phần sơn và phần gạch đều đã được hoàn thiện xong 100% hết rồi. Với cái căn nhà này, hiện trạng của căn nhà thì là chỉ việc dọn đồ về và ở thôi mọi người nhá. Giá chào bán thì chỉ là 1,760,000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Và đặc biệt là căn nhà này, cái sổ đỏ đầy đủ giấy tờ pháp lý và giấy phép xây dựng toàn bộ đều đã có đầy đủ hợp lệ rồi nha mọi người. Mời mọi người tiến vào phía phòng khách cụ thể cùng em. Đây chính là phía phòng khách của ngôi nhà. Với cái diện tích 36m² thì được thiết kế phòng khách riêng và phòng bếp riêng. Phòng khách nên mọi người có thể để bộ sofa nho nhỏ xinh xinh ở đây. Và phần ở ngoài này vẫn có thể để được xe máy buổi tối cất vào nhà nha mọi người. Đó. Gạch ốp lát là được bên công ty là ốp bằng gạch 60-60 granite vân màu trắng. Cái tông màu trắng của cái tầng 1 là chủ đạo mọi người nha. Và đây là vách CNC để ngăn cách giữa cầu thang đi lên trên phía tầng 2 mọi người ạ. Đó. Mời mọi người hướng vào phía căn phòng bếp cùng em Ánh nhé. Với cái phòng bếp của cái ngôi nhà này thì thiết kế cũng khá là rộng mọi người ạ. Đây, chính là phía căn phòng bếp của ngôi nhà. Chất liệu tủ bếp được làm bằng gỗ lim Nam Phi, rất là chắc chắn. Đã có, như ở đây là đã có phần khoan để chờ máy hút mùi rồi mọi người ạ. Đây này, có cái lỗ để chờ cái máy hút mùi này. Rồi là mặt bếp thì là được ốp gạch đá đen Bình Định. Toàn bộ về cái tủ bếp thì đều được lắp đầy đủ phụ kiện bếp đi kèm rồi nha mọi người. Đây, chính là phần ốp áp này. Vòi chậu, vòi rửa, chất liệu là inox 304, hàng nhập khẩu mọi người nha. Khu bếp này là được ốp gạch 30-60 toàn bộ cái phần đây mọi người ạ. Đây này, phần nấu nướng này, nấu ăn này, rất là dễ vệ sinh. Dễ vệ sinh về cái sau này, nếu như mà mọi người có nấu, đun nấu ở đây mà mỡ, dầu mỡ có bắn lên thì vệ sinh rất là dễ. Trong cái phía phòng khách, trong cái phía phòng bếp của cái ngôi nhà này thì là có cửa sổ thoáng ở phía ở bên đằng sau bếp mọi người nhá. Để lấy thoáng cũng như là khi nấu nướng mình mở ra thì là mùi nó cũng thoát ra được, nó thoáng. Tầng 1 của ngôi nhà thì có một phòng vệ sinh phụ nữa mọi người ạ. Đây này, mời mọi người nghía qua nhà vệ sinh phụ cùng em.
đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm lên trên toàn bộ ngôi nhà. Cái ngôi nhà này thì đã có máy bơm nước tổng lên trên tầng 3. Và trên tầng 3 thì là đã có bồn nước một khối mọi người nhá. Ở trên đấy là đã có bồn nước một khối rồi ạ. Đây, kể cả ở tầng 1 ở ngoài phòng khách cũng như là phòng bếp, mọi người có thể quan sát giúp em cái phần trần thạch cao được thiết kế kiểu giật cấp rất là đẹp. Nhìn vào cái trần của nó nhìn rất là sang mọi người ạ. Mà mọi người hướng lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà cùng em Ánh xem là cái căn nhà này thiết kế 3 tầng thì nó được thiết kế như thế nào nhá. Đây chính là phần tay vịn cầu thang mọi người ơi. Được làm bằng chất liệu là gỗ lim mọi người nha. Toàn bộ từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 của ngôi nhà là tay vịn được làm bằng gỗ lim rất là chắc chắn. Và gạch mặt bậc cũng như là cổ bậc cầu thang thì là được ốp đá xanh granite. Xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà cùng em. Với cái căn nhà này thì là ở phía cầu thang đi lên mọi người ạ, là có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài đây. Và tất cả các cửa của cái ngôi nhà này, cửa sổ ấy thì đều là có được thiết kế hai lớp. Lớp ngoài là lớp cửa kính và bên trong là sắt sơn tĩnh điện, rất là an toàn. Cầu thang thì đi lên rất là hợp lý mọi người ạ, không bị dốc, không có độ dốc. Mà mọi người hướng vào phía căn phòng ngủ của ngôi nhà. Căn phòng ngủ thứ nhất đây mọi người nhé. Đây có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài đây. Ống chờ, dây chờ điều hòa và áp chờ điều hòa mọi người ạ. Trên này thì trên cái phòng ngủ của tầng 2 mọi người nhé, được sơn màu vàng nhạt, màu vàng sữa thôi, không phải là màu trắng nữa. Cái nước sơn nó khác so với tầng 1 một chút. Hệ thống đèn ngủ, đèn chiếu sáng. Trên tầng 2 thì không thiết kế trần thạch cao nữa mọi người ạ, mà là thiết kế trần đơn thôi. Và gạch ốp lát thì là được thiết kế gạch 50-50 hàng vân gỗ. Đó, rất là ấm cúng. Cửa thông phòng của toàn bộ ngôi nhà đều được thiết kế cửa gỗ. Đó, như mọi người quan sát thấy. Từ cái vị trí căn nhà này mà đi ra tới chợ Xóm mọi người ạ, nó chỉ rơi khoảng tầm 700m thôi. Cách trường Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại nó rơi khoảng tầm 1km. Rất là gần với lại những cái tiện ích xung quanh. Tầng 2 thì là có thiết kế một cái nhà vệ sinh để sử dụng cho hai phòng ngủ mọi người ạ. Nhà vệ sinh thì đã được ốp lên tới 2/3 trần rồi. Và cái màu ốp, gạch ốp vệ sinh ở trong đây là được thiết kế là gạch 30-60 vân đá ghi mọi người nha. Đó, rất là sạch. Và nát lền là gạch 30-30 chống trơn trượt cùng tông màu với lại cái gạch ốp này. Toàn bộ cái thiết bị vệ sinh cũng như là bồn cầu, lavabo đều được thiết kế đầy đủ rồi. Hệ thống sen cây tắm mọi người nha, sen cây tắm nóng lạnh đầy đủ. Đầy đủ mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Đây chính là phía căn phòng ngủ thứ hai hướng ra phía bên ngoài, ở dưới phía ta, hướng ra phía bên ngoài mặt đường của ngôi nhà đây mọi người ạ. Thoáng. Đó, tất cả cửa đều được thiết kế hai lớp. Ống chờ, dây chờ điều hòa và áp mọi người nhá. Trên tầng 2 này thì đã được lát gạch theo một cùng một hệ thống, là cùng gạch vân gỗ, giả gỗ. Và tầng 2 là toàn bộ là không làm trần thạch cao nữa mà làm trần thường. Thì là cảm giác từ cái phía dưới nền này mà lên tới trần thì rất là rộng, rất là cao mọi người ạ. Tiếp theo em Ánh xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà cùng em nhé. Tầng 3 là tầng cuối cùng của ngôi nhà rồi, thì xem là thiết kế có tối ưu với đại cái diện tích 36m và được xây dựng như thế này không nhá. Hiện tại thì có hai phòng ngủ rồi. Và khi lên tới tầng 3 thì em Ánh khám phá ra là thêm một phòng ngủ nữa mọi người ạ. Thêm một phòng ngủ nữa là 3 phòng ngủ. Đây chỉ
chính là phòng ngủ thứ 3 của ngôi nhà này. Như vậy thì với cái diện tích là 36m², xây dựng là 3 tầng thì cũng có 3 phòng ngủ mọi người ạ. 3 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ và 1 sân phơi mọi người nhé. Đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Vị trí thì lại rất là gần những cái tiện ích xung quanh, rất gần những cái tiện ích sinh hoạt hàng ngày. Đây, cửa thông phòng ngủ đây mọi người này. Trên tầng 3 này cũng được thiết kế giống tương tự như tầng 2, trần không làm trần thạch cao mà làm trần thường. Toàn bộ cái màu sơn từ trên tầng 2 lên trên tầng 3 thì là sơn màu vàng. Vàng như các bác thợ sơn thì đây là màu vàng lông gà mọi người ạ. Đây chính là phía phòng vệ sinh tầng 3 mọi người nhá. Đây này, phòng vệ sinh tầng 3 cũng được thiết kế đầy đủ tương tự như tầng 2. Thay vào vị trí sen cây thì là chủ đầu tư sử dụng sen thường, sen tắm thường. Tuy nhiên thì công năng sử dụng là như nhau, đầy đủ về hệ thống quạt hút mùi cũng như là gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh đầy đủ. Mà mọi người hướng sang phía sân phơi cũng như là cái phòng thờ của em Ánh nhá. Đây chính là phía phòng thờ của ngôi nhà. Nhỏ xinh mọi người ạ. Nhưng mà tận dụng được tối ưu cái diện tích sử dụng của căn nhà. Và đồng thời thì khi mà tận dụng được cái phòng ngủ nhỏ như thế này thì mới thiết kế được thêm một phòng bên kia. Phòng thờ như này thì mới thiết kế được phòng ngủ bên kia, mới có 3 phòng ngủ. Rất là hợp lý đúng không mọi người? Đó. Và hướng ra